là địa phương nằm trong diện nguy cơ rất cao với 135 ca F0 tính đến ngày 29 tháng 8. Cùng với việc nỗ lực kiểm soát dịch tại các vùng đỏ, thực hiện phong trào thi đua giữ vùng xanh theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn đã và đang giữ chặt 40 vùng xanh cũng như nỗ lực mở rộng vùng xanh trên địa bàn. Hiện phường Mỹ An đang duy trì 40 vùng xanh, vùng an toàn không có dịch COVID-19. Ở những khu vực này, địa phương tổ chức rào chắn với hàng rào thép chắc chắn xung quanh khu vực, chỉ để duy nhất một lối vào với sự kiểm soát chặt chẽ của ban điều hành phòng chống dịch khu dân cư, kiên quyết không cho người lạ vào, tuyên truyền cho mỗi người dân nêu cao tính tự giác, ai ở đâu thì ở đó. Kiểm soát đi số hộ dân trong khu dân cư, không ra ngoài. Hai này là cái số ngoài vào thì có cái kiểm soát chặt chẽ. Thì chúng đã thực hiện một số cái nhiệm vụ giữ vững cái vùng xanh ở khu dân cư. Phối hợp với lại 75 cái ban điều hành của các cái tổ dân phố, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân và tuần tra kiểm soát xử lý các cái trường hợp ở bên ngoài cố tình xâm nhập vào những người bên trong. Cùng với đó, phường tăng cường hoạt động của các tổ kiểm soát lưu động do lực lượng công an và dân quân của phường, phát huy hiệu quả hệ thống camera giám sát tại các khu vực, tuyến đường, qua đó kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm các quy định phòng chống dịch nhằm giữ vững an toàn vùng xanh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Hiện nay thì trên địa bàn khu dân cư của phường Mỹ An thì 43 chi bộ trực thuộc thì cũng đều đăng ký những cái kiệt hẻm để thiết lập được cái vùng xanh. Đến nay thì đối với các khu dân cư cũng đã giữ vững được cái vùng xanh của mình, không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đặc biệt đối với người dân cũng chấp hành tốt về cái chủ trương của Thành ủy và cũng như ban dân thành phố thì nhà ở tại nhà. Với tình hình dịch bệnh lan rộng như hiện nay, nếu chỉ dựa vào chính quyền, lực lượng y tế, công an, quân đội, cán bộ công chức của phường sẽ không đủ để trải rộng nhiều khu vực trên địa bàn. Hơn nữa, việc phòng chống dịch phải được xem là nghĩa vụ của người dân cùng ý thức thực hiện với chính quyền.